Go in there and go time out. It's okay, go out there and go time out. Úp mặt vô tường. Úp mặt vô tường đó. Đứng úp mặt vô tường một tiếng đồng hồ cho mẹ. Quá sách sức tưởng tượng. Dạo này là con muốn đi đâu là con tự động con chạy con đi hả chay? Con muốn bây giờ là con đủ lớn rồi, con muốn làm cái gì là con tự động làm hết cái đó phải không? Ừ hứa nữa hả? Hả? Mày nói chuyện với con mà con dám ừ hứa hả? Ôi trời, cái con này nó giỡn mặt nè. Đứng thẳng lên, khoanh tay lại, úp mặt vô tường. Quá trời rồi, hôm nay quá trời quá đất rồi. Đứng thẳng lên nha, không có dựa vô tường nha. Đứng thẳng lên nha. Thích chạy đi đâu là chạy đi đó. Thích làm cái gì là tự động tự ý làm cái đó. Hồi bữa mẹ coi làm cho con tăng chưa? Con thích là con tự động con mở tủ lạnh ra con lấy kem con ăn. Cô có xin ý kiến mẹ chưa? Hả? Hồi bữa là một lần rồi. Bây giờ là con thích cái gì là con tự động con làm, con không có xin phép ý kiến ai. Riết rồi trong nhà này không có người nào lớn luôn. Mẹ đã dặn con bao nhiêu lần con muốn ăn kem thì con phải chạy ra xin mẹ. Mẹ con muốn ăn kem, mẹ cho con ăn kem không? Nếu mà mẹ nói cho thì mới được tự động mở cái tủ lạnh ra ăn. Còn mẹ nói không là không. Chứ không có được mà tự ý tự phép lấy kem ra ăn. Kệ nó. Không có quan tâm gì tới điện thoại của mẹ hết, không có cần mà nhắc nhở. Con là quan trọng nhất, không có cái điện thoại nào mà quan trọng bằng con hết á. Hiểu chưa? Dạ mẹ chứ mà không có ừ hứa. Nói chuyện với mẹ là phải dạ mẹ đàng hoàng, không có ừ hứa. Khoanh tay lại. Con mới vừa làm điều gì sai? Con nói mẹ nghe coi, nãy giờ con làm điều gì sai? Con chạy đi ra ngoài đường. Con không hỏi ý kiến của mẹ. Rồi lỡ có chuyện gì sao? Lỡ có chuyện gì sao? Mẹ vừa thấy con ngồi ngoài sân đó con chơi, quay tới quay lui là một cái là con có đi chỗ khác liền. Sao kỳ vậy chay? Con có biết ngoài đó nó nguy hiểm không? Con có biết là rời khỏi tầm mắt của mẹ sẽ là cái sự nguy hiểm và không an toàn cho con không? Dạ mẹ chứ không có ừ hứa. Bây giờ mà ừ hứa cái là tao đập liền nè. Khoanh tay lại. Không có cái cầm cái tay, cầm cái tóc, bỏ cái tóc ra. Khoanh tay lại nghiêm túc đàng hoàng, đứng thẳng lên. Đứng thẳng lên không dựa vô tường, bước xa ra. Bước xa ra, bước lại đây. Không dựa vô tường, đứng im đó. Giỡn mặt hồi nãy giờ đứng lên vô tường rồi lấy cái tay xéo 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 cái tóc kìa. Không có giỡn mặt hay chay. Giờ ngứa cổ nữa. Cái con này nó giỡn mặt với tôi nè. Nó giỡn lắm, bây giờ ăn đập đây, giờ tao lấy cái cây nè. Bây giờ đi lấy cái cây nè. Chút nữa mày về mày mét ba. Chút nữa mày về mày mét. Bây giờ con có sợ ba không? Con không sợ ba hả? Con này nó giận mặt. Trời ơi nó giận mặt. Con có sợ mẹ không? Con có biết sợ là gì không? Trời đất ơi, thôi rồi còn chị đâu em ơi rồi. Đứng im nghe. Cái cột này nó giỡn mặt thiệt là chứ, cái con này nè. It looks like from the movie. À nhìn con đó giống trong phim hả con? Đó, con chú hỏi A Trì, có A Trì đi nè. Mama, it's too scared. Daddy, A Trì, you wanna sit up to the chair? Đâu à, đi đâu, mang kiến, mang đồ, what happened? Chay đi, ba bị gì kìa chay, ba bị gì kìa? Ba bị gì kìa? Hi Audrey. Ba bị gì kìa? What is that? Chay, cái này là cái gì đó? Don't shake it. No, we're not gonna shake it, we're just gonna have it lay like this, okay? Let's go to my house. Yeah. You see that, Audrey? It's a cricket. You see the cricket inside there, right here? What is that? It's a bug. Chay,
It's a bug. Uh-huh. Rồi qua nhà Audrey chơi hả? Ok, đi đi. Audrey bữa giờ mới về đó cô chú. Okay. Hai ba tuần không gặp, ba tháng lớn rồi nè. Đây nè, nó giỡn mặt lắm. Mama. Mama cái gì? Cái gì? Dạ chay. Hồi nãy giờ con giỡn mặt với mẹ phải không? Con có sợ mẹ không? Con có sợ mẹ không? Dạ. Nói dạ có. Dạ có. Con có sợ ba không? Con không sợ ba hả? Vậy thì về tao mới bắt ba đánh. Dạ. Ủa vậy sao nó không sợ? Con có sợ cái cây này không? Có sợ cây này. Đây nè. Đây nè. Sao, sao cười? Ủa sao mà có vụ mà vừa khóc vừa cười được? Nó làm bộ vậy đó cô chú. Nó làm bộ vậy chứ mà ta con bước một cái cây một cái là ta là điến hồn luôn á chứ không có gì hết đó. Ờ, chạy vừa ủa có vụ vừa khóc vừa cười. Nó vừa cười để nó khỏa lấp đó. Nó đánh tan bầu không khí lẫn nhau đó. Nó cười xạo cười láo để cho bắt đầu mà mình cười lên đó để cho nó là xí xóa lỗi của nó đó. Không có cười, mẹ không có vui, không có vui, không có cười. Con vừa làm ra một cái lỗi rất là lớn. Không có vui mà để cười. Không có vui để cười, bây giờ đứng đây úp mặt vô tường. Tới chừng nào ba về, mẹ để bà giải quyết con. Quay quay úp quay mặt lại, quay mặt lại. Quay mặt lại. Quay mặt lại, úp mặt vô tường. Quay mặt lại, úp mặt vô tường. Cái gì? Cũng nói tiếng gì? Khoanh tay lại nói tiếng Việt. Mẹ ơi làm sao? Con làm sao? Con làm sao? Con không muốn đợi ba về để ba đánh con phải không? Phải không? Có bao giờ ba đánh con chưa? Ba có bao giờ đánh chay chưa? Thì sao chay sợ ba? Nó vuốt tóc nó hoài chắc tao đập nó quá ba ơi. Sao con không nghiêm túc vậy? Cứ vuốt tóc, vuốt tay rồi dây chuyền rồi ngứa đồ này kia làm tùm lum vậy? Hả chay? Con giờ ngứa nữa. Rồi, úp mặt úp mặt cho tường đi. Đứng úp mặt cho tường, quay lại, quay mặt lại, úp mặt cho tường đi. Hả? Rồi, con muốn nói gì? I'm really sorry. Nói lớn lên. Mẹ, con really sorry. Sorry làm sao? Con rất là xin lỗi làm sao? Con xin lỗi vì con đã đi ra ngoài đường đúng không? Trước khi muốn đi đâu và làm cái gì phải cho mẹ biết. Nghe chưa? Nghe không? Dạ mẹ chứ không có hứa. Nói dạ mẹ. Con biết rồi. Dạ mẹ. Bây giờ đứng đó nói chữ dạ mẹ 10 lần. Nói đi. Dạ mẹ. Nói lớn lên dạ mẹ. Dạ mẹ. Dạ mẹ, dạ mẹ, dạ mẹ. Tiếp tục. Dạ mẹ, dạ mẹ, dạ mẹ, dạ mẹ, dạ mẹ. Rồi, từ giờ về sau mẹ nói là dạ mẹ nghe chưa? Đó nữa, hứa nữa. Con này giỡn mặt ghê, bây giờ đi vô thay đồ.
tắm rửa sạch sẽ, mặc đồ rồi chơi đàng hoàng chứ còn không đi ra dọc nước nữa. Con muốn mẹ về mẹ nói ba chuyện này không? Giấu luôn phải không? Phải không? Giấu luôn phải không? Giấu Hà nói. Nói phải không? Ok, chút về nói ba. Rồi đi vô thay đồ. Audrey, you want a banana? Yeah. Ok. Trời ơi, vô nhà xin đại banana cho Audrey. Đây đây nè, đây nè, đây nè, có rồi, mẹ gỡ ra cho. Trời ơi, bên đây có Audrey nó mừng dễ sợ không cô chú? Audrey mừng dễ sợ không? Hey, hey, go, go home and change. Go, go home and change to your bathing suit. Audrey nó ăn cái gì mà cái miệng. Ủa cái chân bị gì mà té nữa kìa. Để Audrey đi về thay đồ con. Ai chị về thay đồ xong Audrey qua, ok. Ok rồi, đem baby của con ra đi. Trời, Audrey qua chơi, đem xe đạp qua chơi để quên xe đạp nha. Đó, ba nó về gắn mấy cái đó chơi để cho nước cho tụi nó chơi đó cô chú. Nít khoái nước. Có hai đứa chơi vui phải không? Nó chạy em bé, à, không được, không được, không có đem em bé này ra được. Em bé này ướt nước là hư em bé luôn. Không được mà sao lái kỳ vậy? Lái kiểu gì lạ vậy? Nó đem ra hai con, ý là nó một con, ai truyện con đó cô chú. Rồi hư hư em bé tôi luôn. Đó nên cho nhận con ta xuống luôn cho con ta ướt vậy đó. Chơi vậy đó chứ phải. Hiện tại bây giờ là gần 9 giờ tối nha cô chú. Mà cho chạy đi công viên, tại vì đi công viên giờ này mới mát. Mùa hè mà đi công viên ở Mỹ mà đi trưa nó nóng dữ lắm, không có chơi được mấy cái này đâu. Nên là hả, ăn cơm ăn nước, ăn uống đầy đủ xong hết rồi cho nó đi công viên nó chơi. Đi giờ này là đỉnh nhất, mát mẻ, không có nắng nôi. Trời, trời, trời ơi, vừa vô lại cái hay chơi với tôi, không biết có quen người ta không, đòi lại chơi với tôi. Được đời không? À. Trời ơi, cô chú bên này coi nè, có kẹp á, kẹp bị thương. Kẹp á, kẹp bị thương không? Chị này chỉ nặng quá chơi ha. Chị này She said sure. Say hi, nice to meet you. Tell her your name. This is June. Tell her your name. What's your name? She said her name is June. Yeah. Tell her your name. Her name is Jade. Louder. Jade. Her name is Jade. June and Jane? Jade. Oh, Jade. Mm. This is my niece, June. And guess what? If I have next door neighbors who are really nice, and they are they're older than me, and I can go in their house. Really? And you can go on a trampoline. Hmm, wow, that's cool. We have so much fun together. But then when they go inside, then I have to come back. Baba! Cook off! Hey, I want to show you something. Okay. What? She want to show you something. Nói chay chay lại đây, mình cho chay coi này. Trời ơi, gồng đội nắm tay người ta nữa trời. Mình có thể nắm tay bạn được không? Được không? Có được rồi không? Đó. À. À, thôi làm đi chạy công viên có người chơi cho vui. Thấy mấy đứa nít nó dễ thương các bạn ha. Chạy tới cái mình làm bạn với nhau nha. Ngọc thấy Ngọc thích cái đó, không có cần phân biệt bạn tới từ nước nào, bạn nhìn ra sao, rồi bạn giàu hoặc nghèo. Sốc vậy khỏe hơn á, tại vì sống như mấy đứa nít khỏe. Đó, hai đứa nó chạy lần kia chơi kìa. Rồi không á. Con chơi cái này bự quá, sao cái này gì mà nó bự dữ vậy? Hả, con muốn cái nào? Ok rồi. Rồi mở này ra nha. Cái này nè, kéo lên. Ú, coi chừng ngang. Rồi đi xuống. Wow. That's fast enough. Con dùng cái người con, use your body. Dùng cái người con đẩy. Đẩy.
À con dịnh. No, fast. Ờ rồi. Nhanh nữa hả? Ok. Ở ngăn không? Đừng có. Rồi, tự làm đi. Wow. Rồi, nó nói bạn ơi nhìn nè, tụi mình đang chơi vui với nhau. Trời. Là sao? Là sao? He can't retire. Oh, trời.